Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một mẫu nhà phố hiện đại với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m, nửa hậu đều ra phía sau 5m nha quý vị. Nửa đậu đều ra phía sau là 5m2. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà chúng ta, một căn nhà thiết kế không gian xanh mát, rất đẹp, diện tích lên tới 77m2 đất. Rất cao cấp, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Khối. Trước đây là đường cây châm cũ, gần kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một căn nhà hẻm cụt và là căn cúi luôn nha quý vị. Chúng ta quay lại mặt tiền mặt chính căn nhà này, một căn nhà xây mới, sổ hồng riêng, tặng kèm full nội thất bên trong khi mua. Đây là một căn nhà hẻm xe hơi vào tận nhà nha mọi người. Căn nhà rất là đẹp và chúng ta cùng nhau tham quan hẻm trước nhà này. Con hẻm trước nhà là một con hẻm 6m nha. Hẻm trước nhà là 6m. Hẻm vào thì khoảng chừng 5m, hai xe hơi tránh nhau được. Chúng ta thấy có chiếc xe hơi đậu trước cái cửa kia. Và trước nhà mình nó tới 6m cơ nha mọi người. Trên sổ nó là 6m và diện tích sổ công nhận là 77m2 đất. Nửa hậu 5m, rất đẹp và cao cấp. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà thì chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt phía ngoài. Một lớp cổng sắt phía ngoài nha quý vị, một khoảng sân 3m đậu xe gắn máy bên trong. Và nhà thì tặng kèm full nội thất bên trong, khoảng sân này thì cũng lợp mái bên trên rồi. Di chuyển vào trong nữa chúng ta tới với lớp cửa chính, lớp cửa nhôm Sinfa. Nhà xây vô cùng chắc chắn và kiên cố, nửa hậu 5m2. Diện tích rất là khủng trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và giá bán gia chủ đang chào bán cho căn siêu phẩm nhà đẹp, đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ trong nhà này là 8 tỷ 700 triệu đồng. Còn bớt trong dịp cuối năm này thì giá căn này tương đối là hợp lý. Quý anh chị quan tâm hãy nhanh tay bốc máy và gọi cho Huy Hùng ngay để đi xem ngay siêu phẩm nhà đẹp này nha mọi người. Khu vực gara xe hơi ở đây thì chúng ta sẽ có gara xe hơi khoảng chừng 7m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Phía dưới thì đổ bê tông, có đèn chiếu sáng và có gạch 80 vuông, có trần thạch cao. Di chuyển vào phía trong ta thấy cầu thang ở lên sảnh không gian phòng khách, khu vực lửng ngược phía sau rất là to và rộng, vệ sinh ngay đây, ngay khu vực gara xe. Phía dưới cầu thang chúng ta có tủ để đồ này nha quý vị. Và khu vực phía sau là khu vực lửng ngược này, khu vực lửng ngược phía sau này quý vị. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lửng ngược phía đằng sau với đèn chiếu sáng và trần thạch cao. Trên tường chúng ta có sơn hiệu ứng. Và khu vực không gian phòng khách phía sau này thì chúng ta có một bộ sofa tặng kèm và khu vực tủ kệ tivi cũng như là màn hình tivi 65 inch được gia chủ tặng khi mua. Một căn nhà đẹp, nửa hậu 5m2, diện tích công nhận trên sổ là 77m2, rất là lớn, trên địa bàn đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế theo kiến trúc 2 giếng trời, một giếng trời sáng và 2 giếng trời lấy gió, rất đẹp và cao cấp. Phía sau này chúng ta có một giếng trời này mọi người ở cuối nhà nha. Và chúng ta có một giếng trời ở giữa nhà được trồng cây khế với khu vực không gian lửng ngược phía sau đây. Đây chúng ta có một cái khu vực giếng trời rộng ở phía đằng giữa nhà này, chúng ta trồng cây khế này. Đó, rất là cao cấp nha quý vị, những ánh đèn led rất là lung linh trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và giá bán chỉ có 8 tỷ 700 triệu đồng cho một căn nhà mà đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ, diện tích rất là lớn, ngang tới 5m2, độ dài tới 17m. Bên ngoài, bên cầu thang này chúng ta ốp đá lên cao tới trần luôn. Chúng ta đi rất là sạch sẽ, cầu thang làm lan can làm bằng sắt và tay vịn chúng ta gỗ đỏ nha quý vị. Chúng ta đang di chuyển lên không gian bếp nha mọi người. Không gian bếp chúng ta sẽ một không gian phòng bếp rộng thanh thang luôn. Đây, chúng ta để ý này, không gian phòng bếp rộng thanh thang luôn nha quý vị. Một bên là tủ rượu, một bên là tủ kệ bếp. Với tủ kệ trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ an cường. Phía trước là cửa 4 cánh ra khu ban công, có trồng cây xanh bên ngoài. Và khu bếp thì chúng ta có máy hút mùi, bồn rửa trên bát, giá kệ để trên bát và bàn ăn tặng kèm. Một căn nhà full nội thất, thiết kế hiện đại, màu sắc sang trọng, đẳng cấp, đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến đại gia đình chúng ta trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12. Quý anh chị quan tâm hãy bốc máy và gọi ngay cho Huy Hùng để đi xem và sở hữu ngay sản phẩm nhà này. Rất là đẹp, nội thất full bên trong. Thiết kế 2 giếng trời, 3 giếng trời, 1 giếng trời lấy sáng và 2 giếng trời lấy gió ở không gian bên trong căn nhà. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển theo cầu thang. Cầu thang thì làm rất là rộng, được ốp đá hoa cương nhé. Chúng ta di chuyển theo cầu thang lên không gian các phòng ngủ nha quý vị.
Nhà thì có 4 phòng ngủ và thiết kế lệch tầng 5 bậc với khu vực tầng lấn ngược phía đằng sau. Phòng ngủ nhà này thì chúng ta phải nói là cực kỳ rộng, nó lên tới khoảng chừng gần 30 mét vuông một phòng nha mọi người. Với giường ngủ, chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm. Phía trước là cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì trồng những cây cao kiểng rất là đẹp. Và có giường ngủ 2 mét, chăn ga, gối nệm, tủ đầu giường. Bên đây là dàn tủ kệ tivi, máy lạnh và tủ áo. Hai phòng phía trước thì chúng ta sẽ có bồn tắm nằm. Hai phòng vệ sinh phía trước chúng ta sẽ có bồn tắm nằm nha quý vị. Đây, chúng ta đang vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có bồn tắm nằm này thì có cửa, có màn rèm và có những cái tủ kệ để đồ. Bồn tắm rất là rộng. Bên đây là bồn cầu và đèn chiếu sáng, khu vực vệ sinh và khu vực giá kệ để đồ. Chúng ta đang tham quan phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước của căn nhà. Phòng ngủ này lên tới 30 mét vuông. Và chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau nha. Sàn phòng ngủ thì chúng ta ốp gạch giá gỗ. Cầu thang căn nhà thì vô cùng rộng nên là chúng ta đi rất là thoải mái, cũng như là mang đồ lên thì thoải mái luôn nha quý vị. Đây là giếng trời dưới nhà này. Giếng trời này rất là sáng và rộng nha quý vị. Đây là phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì nó hẹp hơn một tí xíu nhưng mà cũng khá là rộng nha quý vị. Với giường ngủ 2 mét, chăn ga, gối đệm, tủ kệ tivi, tủ áo và bàn trang điểm, cũng như là khu vực cửa sổ ra giếng trời phía sau. Hạ phòng này chúng ta có hai cửa sổ ra giếng trời, hai giếng trời nha. Bên đây là tủ kệ tivi, tủ áo và máy lạnh này. Và vệ sinh trong. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh trong, hướng đông ghé bắc. Hướng bắc ghé đông nha quý vị. Phù hợp cho quý anh chị chúng ta hợp phong thủy là đông và tây tứ trạch luôn. Nên là quý anh chị chúng ta cứ đi tham quan căn nhà này. Nó hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở với gia đình mình, hãy bốc máy và gọi ngay cho Huy Hùng để được tư vấn và dẫn đi xem nhà, cũng như là được hỗ trợ vay ngân hàng, hỗ trợ pháp lý về căn nhà. Khi lựa xem nhà bên Huy Hùng, chúng ta được thương lượng với chủ nhà với giá tốt và được xem những căn nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trên đây là hai phòng ngủ tiếp theo, nó giống phía dưới nhé. Nó đảo ngược chiều ban công này quý vị. Chúng ta sẽ có cửa ra ban công và cửa sổ nằm sang bên phải. Dưới thì bên trái, trên này thì bên phải nha mọi người. Và phòng ngủ thì vẫn rất là rộng với giường ngủ và chăn ga, gối đệm, cũng như là sàn gạch giá gỗ. Một mẫu nhà phố hiện đại xây mới, sổ hồng riêng nha. Hẻm chiếc nhà tới 6 mét hẻm cụt, xe hơi vào tận nhà, đậu trong nhà. Nhà thiết kế có gara xe hơi riêng, có phòng khách, phòng bếp. 4 phòng ngủ siêu rộng và hai giếng trời rộng thoáng mát. Cây xanh trồng rất là nhiều bên trong căn nhà. Cũng như là đây là một mẫu nhà phố mà Hùng rất là ưng ý này quý vị. Màu sắc và độ thẩm mỹ rất là cao. Cũng như là cách bố trí không gian và nội thất bên trong căn nhà phải nói là tuyệt vời. Ngang tới 5m2, độ dài tới 17m. Được xây kiên cố là một trệt, một lửng, 3 lầu. Hùng sẽ nhắc lại là nhà thì bao gồm sân đậu xe máy này, gara xe hơi này, phòng khách phía sau, phòng bếp trên tầng lửng, 4 phòng ngủ siêu rộng lên tới 30m2 một phòng, hai giếng trời, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và hướng nhà chúng ta là hướng bắc ghé đông, phù hợp cho quý anh chị thuộc mệnh tây tứ trạch và đông tứ trạch luôn nha. Trên đây là phòng thờ, đây là phòng thờ căn nhà nha quý vị. Phòng thờ căn nhà này rất là rộng rãi, giếng trời này trời vô cùng rộng luôn, cầu thang làm rất là gắn và kiên cố nha quý vị. Nhà này sẽ bay nhanh thôi. Quý anh chị nào xem video, chúng ta đang di chuyển lên tham quan không gian sân thượng phía sau của căn nhà. Thì sân thượng phía sau này chúng ta có bao gồm phòng giặt, phòng thờ nhé, phòng giặt và sân phơi, cũng như là khu vực trồng cây kiểng này. Đây, sân thượng phía sau vô cùng rộng nha mọi người, có khu vực để máy giặt. Phía trên này chúng ta có năng lượng mặt trời và bồn nước. Và bên ngoài sẽ là khu vực sân thượng phía trước, rộng thênh thang bắt ngát luôn nha quý vị. Sân thượng này mà chúng ta trồng rau, trồng cây xanh thì nó là tuyệt vời, không một điểm nào chê được hết. Đây, chúng ta sẽ ra để tham quan nha. Đây là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà. Sân thượng được gia chủ làm rào chắn rất là kỹ và trồng rất là nhiều cây xanh ở trên sân thượng này. Và sân thượng thì ốp lát rất là đẹp và sang trọng. Hướng đông ghé bắc nha, hướng bắc ghé đông, rất là hợp cho phong thủy tây tứ trạch. Và nhà này còn có một cây cóc trên đây nữa mọi người này,
ban công trồng rất là nhiều cây xanh này, có cây cóc ra trái này nha quý vị, và dàn cao cảnh này, có sân thượng chúng ta rộng cửa này thì chúng ta có thể ăn nhậu tiệc tùng như đây được luôn nha. Rồi quý anh chị quan tâm đến căn nhà 8 tỷ 7, diện tích ngang tới 5m2, dài 17m này, hãy gọi cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để tư vấn và đi xem ngay, cũng như là được hỗ trợ vay ngân hàng tới 80% nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.